Không biết mọi người sao nhưng mà em là một người cực kỳ dễ quên luôn. Tao rất là hay quên tào lao á, kiểu như là tao đang làm một cái gì đó nha mà tao quên một cái là tao không nhớ được là tao đang làm cái đó gì, mục đích gì. Kiểu hồi sáng nè má, là tao có một cái tiết học vào lúc 9 giờ sáng ở trên trường. Kiểu mọi người là nhà em ở quận 8 còn trường em ở Gò Vấp, rất là xa nha luôn á. Kiểu đi tới trường là phải 1 tiếng rưỡi, đi tới trường 1 tiếng rưỡi là tao không có động lực để đi học luôn á, tao cúp học hoài à. Nhưng mà kiểu á, tao cảm giác là tao cúp học hoài cũng không nên á, cho nên là hồi sáng này tao quyết tâm là tao đi học. Thì cũng chuẩn bị đi học rất là vui vẻ luôn á. Hồi sáng nha, tao vẫn nhớ là hôm nay tao phải lên trường, tao đi 1 tiếng rưỡi đồng hồ nha má, từ nhà tao lên trường. Cái lúc mà tao đậu xe vô trường gọi nha, tao quên ngang là tao phải đi học á, tức là tao quên ngang là hôm nay tao có tiết học đó luôn. Tao đứng ở trong bãi xe tao ráng nhớ là hôm nay có học cái gì không á, mà tự nhiên cái tao quên ngang luôn, tao không nhớ. Nó rất là vô lý á mọi người, tại vì lúc mà mình lên trường là mình còn nhớ, nhưng mà tự nhiên cái nó quên ngang luôn, tao không nhớ là hôm nay tao có đi học luôn. Cái tao chạy về trường 1 tiếng rưỡi không lý do sao, tao tốn thêm 1 tiếng rưỡi nữa tao chạy từ trường đi về. Người đi ngoài nắng 3 tiếng đồng hồ rất là quạo luôn, cái tao quạo trong người rồi mà về tới nhà nha, tao vừa cất cặp một cái tao mới nhớ là hôm nay đi học. Cái bạn tao mới nhắn tin cho tao á là ê mày ơi sao hôm nay mày không đi học, tại vì cô điểm danh á đứa nào bữa nay vắng là bị không điểm, là tao tốn 3 tiếng đồng hồ ngoài đường không một lý do gì hết mà về nhà còn nghe tin là tao bị không điểm ở trên trường. Thật là vui vẻ mà năng động cho một ngày mới. Còn gì nữa đâu mà khóc vơi. Vui vẻ đi, vui vẻ mà thật ra không vui lắm. Cái gì vậy mẹ, sao vô phòng không lần nào gõ cửa hết trơn vậy? Mày lo mày học bài đi nha, sắp thi cuối kỳ tới nơi đó mà không lo học hành, lo bấm máy tính hoài đi. Mày biết rồi, đang học bài nè chứ có ai chơi game đâu. Mày xạo không, tao thấy mày chơi máy tính rõ ràng nhưng mà mày nói mày học bài hả, làm như tao ngu lắm. Không có có chợ, ý là mấy nay là con lên trang web con học với người ta Bin Doctor á mẹ. Trang web Bin Doctor này á là nó cho phép mình học bài cùng với người khác, có người khác nó canh mình học luôn, với lại mình cần hướng dẫn như là người ta hướng dẫn cho mình học luôn nè. Thì đây là cái giao diện web nè, mày chỉ cần nhấn bắt đầu học một cái là nó sẽ hiện ra những cái phòng mà phù hợp với mình để mình học chung với người ta nè. Quá trời người học chung với con, nhưng mà phải đăng ký tài khoản trước nha. Còn thí dụ mà muốn nhắn tin với người ta thì cứ nhắn vô cái phần chatbot rồi nè là nhắn tin được rồi, còn không thì mở mic nói chuyện với người ta. Ừ vậy thì được, coi chừng tao đó lo học hành đàng hoàng đi, sắp thi cuối kỳ tới nơi. Ủa mà khoan, bình thường ở đâu có học bài xiên gì đâu ta, hay là nó giả bộ trời. Cái kiểu này là nó lén mình chơi game xong mình nó giả bộ nó mình học bài nè. Alright, let's go. Mẹ ơi, hôm bữa con có xin tiền mẹ là hôm nay con lấy đồ á, con mua đồ trên mạng á, mẹ cho con xin tiền. Cái mặt là xin tiền á mà biết xin tiền chứ không biết làm cái gì hết trơn á, không biết sau này lớn lên có nhờ được cái gì không nữa. Bao nhiêu tiền nói coi. Trời ơi, rẻ lắm mẹ ơi, có mấy chục ngàn à. 2 tỷ. Ê bà già, bà không đưa 2 tỷ cho tôi nha, tôi kêu giang hồ là xiết nhà đó, tôi bán nhà cho bà ra đường bà ở luôn á, đưa tôi 2 tỷ. Alright, let's go. Trời đất ơi, con nói với mẹ rồi, lần sau nhắn tin viết dấu giùm con một cái. Đọc không có hiểu cái gì đâu, mẹ nhắn tin nó nghe không lần nào viết dấu hết trơn á. Mày ơi, tao có biết viết dấu là sao đâu, ba cái điện thoại này hiện đại muốn chết gì á, ai mà biết xài đâu, chỉ mẹ coi viết dấu làm sao. Mẹ bây giờ mẹ nhìn kỹ nha, dễ lắm, viết dấu dễ lắm, có mấy chữ cái à. Chữ sờ là dấu sắc, chữ ít là dấu ngã, chữ r là dấu hỏi, chữ chi là dấu nặng, hiểu chưa? Chào mẹ, con đố mẹ nền văn minh nào là hiện đại nhất? Đó chính là nền văn minh của Rise of Kingdom. Con có 1 triệu điểm sức mạnh trong Rise of Kingdom lẫn đấy, mẹ có chơi Rise of Kingdom chưa? Không mấy con chỉ mẹ lại từ đầu đi, chứ nãy giờ mẹ nghe mẹ không hiểu gì hết trơn. Cái thằng kia mày làm cái gì đó? Ui, đang tập võ. Xin tuyên bố với mày luôn là cuộc đời tao ghét nhất mấy đứa dẻo. Cái gì đâu hả mà có bồ xong cái nhõng nhẽo, tưởng là mong manh yếu đuối lắm hay sao mà làm nũng với người yêu. Trời ơi trời, nhìn nó nổi da gà chưa. Ông xã của em. Anh ơi, bé không có ăn được cái món này á, anh ăn giùm bé rồi. Anh đút cho bé ăn đi chứ bé bị biến ăn á, bé không có ăn đâu. Anh hết thương em rồi, anh không có cần em nữa. Gì đâu mà nhà này tháng nào tiền điện nước cũng cao hết trơn á, tại mày á tí. Cây son tao mới mua mà xài hết trơn rồi, mày xài đúng không tí? Rồi sao cái điện thoại mới mua chưa được mấy tháng là hư rồi, mày phá của mẹ đúng không tí? Cái máy giặt tao mới mua đó mấy chục triệu đó mà mới xài mấy tháng mà hư, mày phá chứ không ai hết trơn á tí. Rồi cái xu chiên của tao để đây đâu mất tiêu rồi, mày lấy cái xu chiên của tao đúng không tí? Ủa thừa hoài đi, cái gì trong nhà này hư cũng là con phá hết trơn á, cái gì cũng là con hết trơn. Tao không có biết nhưng mà mỗi lần mà cái nhà này mà đồ hư là tại mày. Ủa con, rồi sau này con tính đó là học xong rồi con ra trường con làm nghề gì? Cô nói cái mặt của con là phải làm mấy cái ngành như là kỹ sư, bác sĩ đồ á mới giàu được. Trời ơi, nghĩ sao mà học cái ngành đó gì trời, tốn tiền học cho nhiều vô rồi không học kỹ sư, bác sĩ chứ kiếm tiền nhiều hay sao mà học bán ngành tào lao không? Hai bây giờ con xin nói chuyện với
với ba mẹ con để tư vấn ngành nghề tương lai cho con nha, chứ con học gì là xu lắm. Đàn ông con trai phải học bá ngành kỹ sư bác sĩ này nọ mới kiếm tiền được chứ trời, chứ ai mà học bá ngành tào lao gì. Mà cô nói đó, cái mặt của con nó suy nghĩ ngành nghề mình học lại đi, biết sao học tào lao một cái hả, sau này nghèo gia đình phá sản luôn. Bởi mấy cái đứa mà không có tư tưởng lớn như con, nó suy nghĩ lệch lạc á nha, là coi như là không có làm ăn được chuyện lớn gì hết trơn á, báo cha báo mẹ báo đời không à. Vậy con hỏi là con trai cô đang học ngành gì hả? Trời, nghỉ học rồi đi bán vé số. Ờ cái gì vậy trời, cái gì mà mua quá trời mỹ phẩm gì nè, cái gì mà hàng giao tùm lum vậy trời, tí đâu rồi ra mẹ biểu con. Ủa hàng tới thôi, bây giờ con xin phép là cảm ơn mẹ đã nhận hàng giùm con nha. Rồi biết tốn tiền không trời, mua cái gì mà mua quá trời mua vậy. Trời mày lạc hậu quá, con mua cái này là được hoàn tiền. Mày khùng á, ai rảnh mà hoàn tiền cho mày. Nói nào ngay là mấy nay xài Shopback, cái app này là hoàn tiền thiệt. Mẹ mua đồ á nó hoàn tiền lại cho mẹ. Con đưa cái điện thoại đây con chỉ cho xài Shopback nè. Rồi đầu tiên là mày qua ứng dụng Shopback nha, thì cái giao diện nó gì nè, xong mày qua cái mục thương hiệu quá, mày qua mấy cái mục mỹ phẩm thời trang này nọ của Sephora với lại Tiki á, là nó hoàn tiền tới 10% lận. Giống như con này, con chọn Tiki đi thì con sẽ qua cái giao diện của Tiki. Tiếp theo thì mẹ cứ mua sắm như bình thường ở bên trang Tiki này thôi, như là mỹ phẩm thời trang đồ. Mẹ mua xong nó xác nhận một cái là 48 giờ sau là tiền nó hoàn cho tài khoản. Rồi còn nữa, mấy nay nó có chương trình gọi là thợ săn hoàn tiền á mẹ, với tổng giải thưởng là trị giá 100 triệu lần á. Nè giờ mẹ tải cái app về đi, xong mà nhập tên con là được nhận 30 ngàn á, nhập cái tên Missy Mew. Ờ cái gì mà lời với gì bay, mua đồ được hoàn tiền rồi xong có chương trình tùm lum hết trơn hen. Đâu bây giờ tải app giùm mẹ xài. Khoan xí xí, nhưng mà con mua đồ này là tiền của ai vậy? Trời ơi, nói nào nghe, tiền của mẹ chứ ai. Alright, let's go. Nói thiệt luôn á mọi người, không có cái quê nào quê bằng đi mua đồ với bạn hết trơn. Toàn là làm mấy cái trò khùng trò điên cho chúng dòm không. Bạn của em mọi người có một cái thói quen là hay đi mua sắm. Nó buồn nó không có chuyện gì làm á, nó cũng rủ đi mua sắm. Có mấy bữa má hai đứa đi mua đồ mà đi vòng vòng trong tiệm người ta 2 tiếng đồng hồ không mua một món gì hết. Em với bạn em được cái nữa là hay làm mấy cái trò đội quần. Gọi tên tôi như bình hình hơi có tôi. Đi vào một ngày đẹp trời đó, bạn em á mới gọi em rủ đi mua quần áo chung. Hello bà nha, đi mua quần áo không? Thôi, không đi mua đồ đâu, tốn tiền lắm. Tao qua rước. Bà ý là bà qua rước thì cũng được, nhưng mà bà biết sao, bà rủ bất ngờ quá, tôi bị đau tim á, tôi bị hở van tim 2 ngăn lận. Nhiều khi á bất chợt quá mình không có tiền mình phản ứng kịp. Tao qua nhà mày rước mày, rồi mày muốn mua cái gì tao trả tiền cho. Nãy giờ chờ có nhiêu rồi qua rước tôi đi bà. Nhưng mà bà nhớ là để mặt mộc nha, biết sao tôi không có trang điểm, tôi đi chơi bà tôi để mặt mộc á nha. Vừa cúp máy con bạn tao qua tới nhà tao là hiện ga chạy đi liền, mà chạy rất là lẹ luôn, kiểu như đua xe luôn. Thì bước vô shop má nhân viên rất là niềm nở luôn. Chị chào hai đứa nhé. Như là hai đứa thấy ở đây sale đồ mới qua mua đồ đúng không? Lựa thoải mái. Hai đứa thấy không có vừa mình á, nói chị tư vấn sai. Ở chị ơi, ba cái quần áo shop mình sale hết hay sao vậy mà đồ xấu quá mà còn mắc nữa chị. Cái... trời ơi, bạn em duyên dáng nghe, cái gì đâu mà đồ sớm ta lựa quá trời luôn, xong rồi cái chê đó mắt. Em là coi như là có đứa bạn là duyên dáng đó, còn chị mà gặp khách như bạn em là chị may mắn nguyên ngày. Ôi chị ơi, tha cho bạn em pin cái tính nó thẳng gì ơi. Bạn em tính nó gì á chị ơi, á lựa quá trời lựa luôn, xong rồi cái đi vô phòng thử. Theo như một cái quy trình mua đồ bình thường thì thử đồ xong sẽ coi đồ hợp không rồi tính tiền đúng không mọi người. Nếu như mà cái món đồ đó mà không đẹp, mình không ưng ý, mình không mua thì mình thay ra, mình mặc lại đồ của mình xong rồi mình trả nhân viên đúng. Con bạn tao quên má, con bạn tao mặc đồ của shop luôn xong rồi đi ra. Tao đã thấy là nó đang mặc đồ của shop người ta nha má. Đi thẳng ra cửa bảo vệ người ta má là treo cái khung mà chống ăn trộm á, tức là ai mà không có thanh toán tiền cái món đồ đó đi ra là nó sẽ kêu lên. Tao quên má, tao đứng ở đó mà con bạn tao bước thẳng ra cửa bảo vệ luôn, nó reo trời hết. Reo mà ai cũng dòm luôn á má, tao quê kinh khủng. Cái con bé này cứ ngốc nghếch mãi thôi. Rồi sao mà thử đồ shop chị mà không trả lại mà đi thẳng về luôn vậy? Em tưởng là em ăn trộm được hả? Nam mô Di Đà bà già đa thay già đa già đa. Rồi em lại chị chơi chị tha cho bạn em đi, biết sao không? Bạn em bị tâm thần á, chị nó phải uống thuốc á, nó hay quên lắm tác dụng phụ của thuốc á. Rồi em xin lỗi chị nha, em quên chứ em không cố ý. Em bị tâm thần chị, em 2 năm rồi đó, em uống thuốc 2 năm rồi đó, nhiều khi em hay quên. Ủa tội nghiệp hai đứa quá he, bạn em bị tâm thần hả? Thôi không sao đâu, lần này chị tha đó. Không mà cái bệnh này uống thuốc nhiều nó có tác dụng phụ thiệt, thôi chị tin nha. Hai đứa về nhà ráng trị bệnh tâm thần. Quê là quê là quê, chúng mình quê nhiều. Vui vẻ đi, vui vẻ.